Xin chào bạn vị, hiện tại mình đang có đây chiếc LG V30 Plus. Vâng, lâu lắm rồi bạn lại mới thấy một chiếc flagship của LG. Và sản phẩm này thì mình mượn tại XT Mobile, đang bán cả là bản 30 và cũng như bản 30 Plus. Thì hai phiên bản này có gì khác biệt và liệu các bạn nên chọn bản nào? Nhất là mình nói thật với các bạn là giá của hai chiếc máy này cũng không phải là dạng vừa. Nó cũng ngang tầm với những flagship như kiểu Galaxy Note 8 cũng đang bán tại XT Mobile, các bạn thì so sánh ở đây. Và đầu tiên là mình sẽ nói thiết kế của LG V30 và V30 Plus thì là tương tự nhau. Bạn thấy là nó sẽ có mặt trước chúng ta là được làm cong, bó tròn. Nhiều người nhìn vào rất giống Samsung và tưởng là đây là màn hình cong sang hai bên, nhưng không. Màn hình này chỉ là phát nhẹ một chút xíu, nó không cong tràn hoàn toàn giống như chiếc smartphone thuộc dòng Galaxy Note S hay là Galaxy S6S. Và ngay bây giờ tất cả các sản phẩm flagship của Samsung đều là màn hình cong. Một cái nữa là cái chiếc máy hiện tại của mình thì nó sẽ có một cái cấu hình là không khác biệt nhiều so với chiếc LG V30. Hiện tại sản phẩm này chúng ta sẽ có cái màn hình đó là 6 inch, độ phân giải 1440x2880, viền hai bên được làm mỏng đây nè. Nó sẽ có vi xử lý Snapdragon 835 và chúng ta sẽ có phiên bản là 4GB RAM. Được cái là bộ nhớ trong của nó sẽ lên tận là 128GB. Chiếc máy này thì đang chạy phiên bản Android là 7.1.2 với dung lượng pin là 3300mAh. Đối với LG V30 Plus thì cái cụm camera của nó thì vẫn là xưa nay là điểm mạnh. Hiện tại thì LG nổi trội nhất về cái việc là nó sử dụng được cái chế độ quay phim với rất nhiều các cái bộ lọc về phim. Vậy bạn lựa chọn đây nhá, các bạn sẽ lựa chọn là video có thủ công, chụp ảnh thủ công và cine video. Khi cine video này thì các bạn sẽ có những tính năng sau, ví dụ khi bạn quay video, các bạn sẽ có bộ lọc, mình lọc đây. Đó, bạn thấy là nó sẽ có bộ lọc apply ngay lập tức. Các bạn chỉnh có thể là mờ khung viền hay là cường độ của bộ lọc. Và khi bạn bấm quay video, chúng ta sẽ có point zoom. Với cái chế độ point zoom này nó sẽ zoom như kiểu là cái máy ảnh. Đó, các bạn nhìn này, nó đi vào rất là từ từ, nó không gắt như kiểu là cái zoom bình thường của những cái chiếc smartphone. Bạn khi kéo về nó sẽ không phản hồi ngay, nó sẽ có một cái độ trễ nhất định và phản xạ như một cái hoạt động zoom bằng cơ, hoàn toàn thủ công tay. Đó, rất là hay. Và đây là điểm đặc biệt của chiếc LG V30 Plus. Và V30 là một sản phẩm chuyên dành cho phim. Và đối với chiếc máy của chúng ta thì đương nhiên cũng còn rất nhiều chế độ chụp ảnh khác, như chụp ảnh khớp này, chụp ảnh nhanh, chụp ảnh chỉ dẫn, chụp ảnh lưới, vân vân. Và đối với lại cái camera ở phía sau thì rất là nổi trội, đúng không? Cùng với đèn flash LED, rồi vân tay, và đây là logo của B&O, là sự kết hợp của một nhà sản xuất thiết bị âm thanh. Và nếu các bạn chưa biết thì đây là một trong những cái sản phẩm đem lại khả năng nghe nhạc vô cùng là ấn tượng, kết hợp với cái tai nghe đi kèm đồng hồ của máy. Phiên bản của mình là màu đen, nó sẽ có viền đen này, rồi mặt lưng cũng đen, mặt lưng sẽ kính nên sẽ bám lại một hồi dấu vân tay. Nên các bạn phải nhớ lưu ý trong quá trình sử dụng là phải lau chùi nó một cách thường xuyên. Về cái trải nghiệm của LG thì đây là bản Hàn, nó sẽ có những hạn chế như là nhắn tin bị giới hạn ký tự này. Và ngoài ra thì mình thấy sử dụng khá là bình thường, lắp SIM Viettel, phát wifi rồi cũng như là truy cập internet không có vấn đề gì hết, gọi điện cũng ok. Đối với chiếc máy của chúng ta thì với cái giao diện của LG cũng là bày hết icon màn hình home screen. Nó không có sự cách tân và đổi mới khác biệt so với chiếc LG G6. Nên thành ra mình cho rằng là nó cũng không có nhiều cái để các bạn cần phải đắn đo giữa LG V30, LG V30 Plus hay LG G6. Nếu các bạn thích nhỏ thì cứ tiếp tục dùng G6. Nếu bạn muốn có màn hình lớn hơn, cấu hình tốt hơn thì các bạn hãy lựa chọn chiếc LG V30 và V30 Plus. Và đặc biệt giữa 30 và 30 Plus thì các bạn mua con nào cũng được, nó sẽ có đem lại trải nghiệm hoàn toàn giống nhau mà thôi. Hộp của chiếc LG V30 ấy, thì trong mình rất thích là nó sẽ có một cái vải này để lau cho các bạn, vì máy này sẽ rất là bị trơn, bám mồ hôi cho vân tay. Xác nhận sử dụng và quay đọc SIM, cục sạc. Chúng ta sẽ cắt tai C và một cái tai nghe B&O cực kỳ xịn. Và bên dưới là adapter chuyển sang là micro USB để các bạn có thể sạc trong trường hợp là quên mất cái cáp tai C của mình. Và cũng như là một cái đầu đọc để sử dụng USB OTG. Đấy là những cái mà mình đã chia sẻ các bạn về cái bên ngoài, còn trải nghiệm của mình về LG V30 Plus nhá. Nhất là dễ bị trơn trượt, hiện tại thì mình đang sử dụng rất nâng niu nên không bị trầy. Hai là cái phần hoàn thiện của mép màn hình và cũng như là phần khung ấy, không khít, dẫn đến cái việc là bụi bị vào. Đấy, các bạn thấy bụi li ti rất là nhiều luôn, nó y hệt hiện tượng bị hở màn hình của cái chiếc Galaxy S8, rồi một số sản phẩm Samsung đã từng bị trước đây thì V30 cũng bị y chang như vậy. Và đối với chiếc máy này thì hiệu năng, trải nghiệm mọi thứ đều rất ok, nhưng đối với pin thì không ấn tượng. Còn này đối với mình pin vẫn dùng khá yếu sinh lý, khi mà on screen của mình bật 4G cả ngày chỉ được 3 tiếng rưỡi. Đấy là những chia sẻ của mình về chiếc LG V30 Plus. Và các bạn nghĩ sao? Hãy comment chia sẻ ý kiến bên dưới. Đã ai đã mua flagship của LG năm nay hay chưa? Và đừng quên truy cập website XT Mobile tham khảo giá bán của nó, vì cũng có thể các bạn đang xem video thì giá đã được giảm một lần nữa rồi, vì LG giảm nhanh lắm.